Chúng ta có thể tóm lược hành trình của sự tu tập chuyển hóa phiền não, đó là đầu tiên chúng ta sẽ cố gắng đưa tâm trở về với giây phút của hiện tại, huấn luyện tâm của mình thường xuyên có mặt trong giờ phút của hiện tại, thay vì chúng ta để cho tâm của mình phiêu lưu trong quá khứ hay là trôi nổi ở tương lai. Vì chúng ta sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì, và đặc biệt là hạnh phúc, ở trong quá khứ hay là tương lai cả. Dù chúng ta tu tập pháp môn nào thì chúng ta cũng phải cố gắng để mà sống thật là sâu sắc trong mỗi giây phút của đời sống, và biến mỗi cái giây phút của đời sống là một cái cơ hội để chúng ta tu tập. Và cái việc mà đưa một cái tâm lang thang bay nhảy vô tổ chức để nó chịu về với giây phút hiện tại là một điều cực kỳ khó khăn. Đại chúng cũng đã trải nghiệm rồi đó, ít nhất là qua vài phút chúng ta ngồi tĩnh tâm nãy giờ thì đại chúng thấy là cái tâm mình nó đâu có ngoan ngoãn chịu nghe lời mình đâu. Mình muốn chú ý trên hơi thở mà nó cứ phóng đi, mặc dù là mình biết là mình cần phải dừng suy nghĩ lại, nhưng mà nó không chịu dừng. Dù mình biết rằng mình cần được định tâm trên một cái đề mục đã chọn, nhưng mà tâm nó vẫn cứ phóng đi ào ào. Tại sao vậy? Tại vì hằng ngày mình huấn luyện nó như vậy. Hằng ngày lúc nào mình cũng nghĩ ngợi, cũng suy tư, cũng lo lắng, cũng chuẩn bị, cũng dự phòng, mà rất ít có cơ hội để có mặt trọn vẹn trong giờ phút của hiện tại. Cho nên cái bài tập cơ bản nhất của thiền ấy, đó là làm sao để được có mặt trong giây phút hiện tại thường xuyên, mà nó không chỉ xảy ra trong cái giờ mình ngồi thiền, mà nó còn xảy ra trong mọi sinh hoạt của đời sống. Khi mình đi thì mình phải biết mình đang đi, thưởng thức bước chân. Khi mình ngồi thì cảm giác được thân thể mình đang ngồi yên xuống và tiếp xúc với các đối tượng đang có mặt xung quanh mình, như là chén trà, như là bình hoa, như là ngọn nến, như là những người thân bên cạnh. Khi mình làm một công việc gì, dù lớn hay là nhỏ, mình cũng đều chú ý tập trung vào để nâng niu, để trân quý những giá trị mà cái công việc đó, đối tượng đó mang lại cho mình. Mình thực tập như vậy cho thuần thục một thời gian thì mình tiến vào một cái bước sâu hơn, đó là chính mình, tiếp xúc với chính mình. Mà nhiều khi mình phải làm quen với chính mình. Không biết là có quen nhau không, mà tại sao đưa tâm về mà nó không nhập vô được. Nó cứ chạy lẩn vẩn, giống như là đi lộn nhà vậy. Cho nên là tâm với thân đó đã rời nhau quá lâu rồi. Thành ra trong thi ca Phật giáo gọi là rời xa cố hương. Tức là cái nơi mà nương tựa chính yếu, cái nơi mà chịu trách nhiệm cho nhau nhiều nhất, cái nơi mà mình phải gắn kết thuộc về nhau nhiều nhất, đó là thân của mình. Tâm nó phải thuộc về thân của mình. Nhưng mà vì mình bị dẫn dắt bởi tâm thức của cộng đồng, mà thậm chí là trong cái di truyền của mình nó cũng có cái tính hướng ra bên ngoài rồi. Tại vì đó là bản năng sinh tồn mà, rồi bản năng tự vệ nữa. Vì mình muốn có mưu sinh, rồi vì mình muốn bảo vệ cái sinh mệnh của mình, cho nên là mình phải
lao ra bên ngoài để nắm bắt, để tự vệ. Nhưng mà vì con người không phải như các loài động vật khác, chỉ có mưu sinh và chỉ có tự vệ, con người còn hướng tới những cái mục đích lớn lao hơn. Đó là muốn được bình an, muốn được hạnh phúc, muốn được tự do, muốn được yêu thương, muốn được nâng đỡ, dìu dắt kẻ khác, muốn hiểu biết hơn về thân phận, về thế giới mà mình đang sống. Cho nên con người không thể chỉ tập trung vào mưu sinh hay là lo tự vệ bản thân, mà con người phải học hỏi và luyện tập rất là nhiều thì con người mới có hy vọng đạt được những cái mục tiêu đó. Còn nếu một ngày 24 giờ mà mình chỉ tập trung vào cái chuyện đi kiếm tiền, đi chinh phục người khác, tìm mọi cách để người khác yêu thương mình, kính trọng để phục mình, thì cái ước mơ mà có bình an hạnh phúc nó vẫn còn rất là xa vời. Dĩ nhiên là mình cũng tìm được chút cảm giác dễ chịu, cảm giác sung sướng, cảm giác hạnh phúc từ việc mình nắm bắt hay là chinh phục người khác. Nhưng mà nó chỉ là những cảm giác nhất thời, để rồi mình biết rằng là hạnh phúc chân thật, bình an chân thật là một cái thứ gì đó nó sâu sắc hơn rất nhiều với những cái mà mình đang nắm bắt ở bên ngoài. Để rồi khi mà mình đưa tâm về được với thân, thường là cái người mà ý thức đưa tâm về với thân nó rất là ít, mà phải thường là khi mình có một cái cơn bạo bệnh, hoặc là mình bị một cái tai nạn giao thông đi, cái chân của mình phải băng bột nhiều ngày không có đi được, lết không, bò không, rồi phải dùng đôi nạng gỗ, rồi phải nhờ người dìu, bực bội, khó chịu và xấu hổ lắm. Lúc đó mình rất là ngậm ngùi, và lúc đó mình mới bắt đầu có một cái ý thức sáng tỏ, một sự tỉnh thức bước ra rằng trời ơi, tôi đã từng có một đôi chân rất là lành lặn. Và thật là xấu hổ, trong suốt thời gian qua tôi đã bỏ rơi đôi chân của tôi, chưa bao giờ tôi để ý tới nó. Mỗi ngày tôi chạy cái ào lên cầu thang, rồi lao xuống cầu thang như là ma rượt vậy, chứ bao giờ ý thức là tôi còn một đôi chân lành lặn. Để rồi hôm nay tiếp xúc với đôi chân bó bột, ngồi yên một chỗ này, tôi mới biết quý cái giá trị hạnh phúc mà mình đang có. Và trong lúc đó mình mới bắt đầu tiếp xúc sâu về cái cơ thể của mình. Phải có một cái chuyện gì đó, một cái sự cố, thậm chí là một biến cố xảy ra đó, thì thường con người mới bắt đầu dừng lại và nhìn sâu, để thấy cuộc sống nó còn nhiều thứ quý giá nữa mà mình đã vô tình lướt ngang qua, hay là đã hờ hững vô tâm với nó. Thì khi mà con người có cơ hội quay về tiếp xúc với thân á, thì mới chợt nhận ra rằng mình đã từng đối xử không có tử tế đối với chính mình, đặc biệt là trên thân thể của mình. Và cảm nhận sâu sắc cái sự liên hệ mật thiết giữa thân với tâm. Tại vì khi mà tâm đã trở về với thân được rồi đó, thì thân sẽ trở thành một cái khối linh thiêng màu nhiệm. Khi mình nhìn á, thì mình sẽ thấy. Trước đây nhìn mà không thấy là tại vì không có tâm ở đó. Có bao giờ quý vị nghĩ là mình đang nhìn một cái gì mà không có tâm không? Có đó. Nhìn mà không thấy gì cả. Con mình ở trong căn nhà của mình như những thiên thần, nhưng mà mình không thấy. Mình chỉ thấy những dự án kế hoạch thôi. Mình chỉ thấy những nỗi bận tâm thôi. Mẹ bên cạnh mình có rất nhiều dấu chân chim, những nỗi khổ niềm đau mà mình cũng không thấy. Mình chỉ thấy người yêu của mình hay là công việc mình đam mê thôi. Cái đó gọi là nhìn mà không thấy.
Nhìn mà không thấy thì đâu khác gì người mù đâu. Rồi các giác quan còn lại cũng vậy, có để cho vui thôi chứ còn không có xài hết. Cũng có nghe nhưng mà nghe không có rõ, nghe không có tường tận. Cho tới khi nào mà tập trung lắng nghe. Cái từ lắng nghe của tiếng Việt rất là hay, đó là để cho phiền não nó lắng xuống, cho những cái cáo bận tham sân si lắng xuống. Một cõi lòng trong vắt thì nghe nó rất rõ. Thì cái nghe này là nghe có tâm, có lòng muốn nghe. Còn thường thường là nghe phớt qua thôi, nghe đại khái nắm về ý rồi mình cắt ngang, rồi mình phán xét thôi, không có nghe tường tận. Rồi mũi, rồi lưỡi, rồi thân, rồi ý, những gì xảy ra trên các giác quan đó gần như là mình biết rất ít. Mình tiếp xúc với thế giới thực tại này rất là cạn, rất là hời hợt, kiểu như là một cái cây mà nó không có cắm rễ sâu vào trong lòng đất được. Mình đang đi giữa một cái thế giới thực tại rõ ràng, nhưng mà mình cứ đi như trong mộng vậy, bị những cái thứ gì đó nó lôi kéo đi. Thành ra hành trình của người tu luyện đó, mình tu là mình tu thân mà, phải không? Cái từ tu thân của Nho Gia nó nghĩa là tu bản thân á, thì trong đó nó bao gồm thân và tâm. Thì đầu tiên là mình tiếp xúc với thân trước, mình đã thấy màu nhiệm rồi, mình thấy quý các bộ phận trên cơ thể, sức khỏe là mình đã có hạnh phúc rồi. Và mình tiếp xúc sâu vô một lớp nữa, mình bắt đầu thấy được những cái cảm thọ của mình, nó đi ngang qua mình, sao bỗng dưng có lúc mình dễ chịu, rồi đột ngột chuyển sang trạng thái không còn dễ chịu nữa, trung tính, rồi bắt đầu nó rớt xuống cái khó chịu. Chỉ cần một suy nghĩ thôi, một suy nghĩ tiêu cực á, là nó bắt qua một cái kênh khác liền, khó chịu. Nghĩ tới cái người đã từng làm tổn thương mình, nghĩ tới những cái việc khó khăn phải đương đầu, rất là khó chịu. Rồi một tin vui tới, bật tivi lên, nghe một lời nói ngọt ngào, chuyển qua kênh khác, dễ chịu trở lại, vui cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sao kỳ vậy? Sao con người mình nó có nhiều kênh quá vậy? Mà mình có từng để ý chuyện này chưa? Có từng quan sát cái sự thay đổi nhạy cảm khôn lường trong tâm mình chưa? Và mình nhớ là trước đây đó, mình giữ một cái kênh cũng khá lâu á, có những cảm giác dễ chịu nó kéo dài rất là lâu, bây giờ nó chuyển đi rất nhanh. Hồi trước đây là lâu lâu mình mới có một trạng thái khó chịu, bây giờ là thường trực. Có bao giờ mình hỏi tại sao không? Và hành trình của sự tu tập đi vào cái mức sâu hơn nữa, và đây là mức sâu nhất, đó là tâm, nơi chứa đựng quỷ dữ, hang quỷ ở trong đó. Hang quỷ là gì? Là một cái tôi vô minh to đùng, là tham sân si. Nếu mình tu tập mà mình chưa thăm dò tới đây á, thì cũng đạt được những cái giá trị nhất định, nhưng mà chưa có thể bứng được gốc rễ phiền não, chưa nắm được thế chủ động hoàn toàn đâu, chưa được tự do đích thực, chưa có bình an đích thực. Phải tìm tới tâm, phải tiếp cận được tâm, phải nhận thức về những gì đang xảy ra ở trong tâm, phải hiểu về tâm, hiểu rất nhiều, mỗi ngày hiểu càng sâu sắc hơn, rồi làm chủ được tâm, rồi giúp tâm để mà gạn đục khơi trong, để chuyển hóa phiền não và mời lên những tố chất thánh thiện.
Đó là hành trình của sự tu tập quay về nội tâm. Có cái sự tu tập nào mà không có liên quan tới tâm không? Nếu có thì đó chỉ là những cái pháp tu tập phương tiện tạm thời, hỗ trợ trong những bước đầu. Kể cả trong thiền tập cũng chấp nhận cho chúng ta qua những cái trạm phương tiện như là an trú trong hiện tại, an trú trên bước chân, an trú trên các pháp đang diễn ra. Một đóa hoa, một chén trà, những người thân bên cạnh, mình ý thức một cách trọn vẹn sự có mặt của các đối tượng đó, thì đó vẫn là một bước thực tập quan trọng trên tiến trình tu tập chuyển hóa. Nhưng mà như vậy là chưa đủ. Hiện pháp lạc trú là chưa đủ, tại vì nó chưa chạm sâu vào tâm được. Rồi chúng ta cũng phải học thở, thở vào, thở ra, theo dõi sát từng hơi thở một. Và chúng ta tập thở làm sao để mà có được hơi thở tự nhiên mà không có điều khiển. Cái phần này nó rất là quan trọng. Tại vì khi mình thở hơi thở mà có can thiệp vào, làm cho hơi thở dài ra hay là thu hơi thở ngắn lại đó, nó đều không phải là kỹ thuật đúng của hành thiền. Khi mình thở mà mình thở được hơi thở tự nhiên, tức là vốn hơi thở thì nó tự nhiên thôi, nó đi vào rồi nó đi ra. Nhưng khi mình chú ý vào nó thì nó hơi mắc cỡ, nó hơi sóng sượng. Tất nhiên là điều đó có nghĩa là mình đang có tác động vào hơi thở. Cái hơi hướng của sự điều khiển của mình đó, nó lan tỏa, nó làm cho hơi thở bị mất tự nhiên. Và mình phải nhìn thấy cái điều đó để mình buông xả cái sự điều khiển đó ra. Chỉ đơn giản là chú ý và quan sát thôi. Khi mình làm được điều đó thì hơi thở bắt đầu có phẩm chất. Và trong suốt giờ ngồi thiền, tâm mình rất là nhẹ nhàng, thơ thới. Nhưng mà thở không cũng đâu có đủ. Thở không thì tạm thời phiền não nó không sinh trưởng thôi. Phiền não chỉ có thể sinh trưởng á, làm chủ chúng ta khi chúng ta ngó lơ nó, không nhận ra mình đang có phiền não. Phiền não chỉ có thể sinh trưởng khi mà mình có phiền não rồi mà mình lại lao ra bên ngoài. Một là để tìm kiếm đối tượng nào mình nghĩ rằng họ làm cho phiền não mình trỗi dậy, để đáp trả và trừng phạt. Cách này là cách thông dụng của hầu hết chúng ta, phải không? Tôi bao nhiêu năm rồi mà vẫn xài cách này, tại vì cách này rất là thuần thục, được huấn luyện mấy mươi năm rồi. Cho nên tụng kinh xong, niệm Phật xong, lại sám hối xong, ngồi thiền xong, vẫn xài cách này. Nghĩa là tôi chưa giỏi. Rồi cách thứ hai là mình sẽ đi tìm một cái đối tượng, một công việc, một cái thứ tiêu khiển nào đó để làm cho mình vui, để quên đi cái nỗi khổ niềm đau đó. Và cách này cũng được sử dụng rộng rãi, được truyền từ nhiều đời. Và rất nhiều sách, nhiều chương trình học điều hướng cái suy nghĩ con người từ tiêu cực sang tích cực, gọi là positive thinking, tư duy tích cực. Khi mình giận người đó quá thì mình phải có một cái câu gì đó trong đầu để dàn xếp, để đối trị, để đè bẹp cái cơn giận của mình. Thí dụ như là người đó đâu có đáng gì đâu mà mình phải giận. Hoặc là tại vì người đó u mê, vô minh cho nên họ mới làm như vậy, thì tại sao mình phải giận? Hoặc là một người có tấm lòng lớn thì tại sao phải giận một người thiếu hiểu biết? Đó là những tư duy tích cực, phải không? Rất là hay. Nhưng mà xài được một vài lần hết hiệu quả. Hoặc là nó có hiệu quả được vài phút thôi, rồi cơn giận vẫn bành trướng, vẫn đè bẹp chúng ta. Vì đó chưa phải là cách giải chánh thống của Đức Phật.
mình không xài cách hướng ra bên ngoài nữa, thì Đức Phật vẫn cho phép mình, nếu mà chưa có thể đối diện được với phiền não thì mình vẫn có thể xài một cái cách phương tiện, cũng là bật qua một cái kênh khác, nhưng mà không có lao ra bên ngoài, không có chạy theo một đối tượng nào đó để tìm niềm vui, để rồi vắt kiệt năng lượng và chìm trong cái sự vô minh mờ mịt. Đức Phật cũng đưa ra một đối tượng để lúc mà dầu sôi lửa bỏng, phiền não trỗi dậy, thì hãy chú ý vào nó, an trú ở trên nó. Thì đó là những đề mục thuộc về thân, gọi là quán thân, awareness of the body, tức là tôi tỉnh thức, tôi nhận biết về động thái cử chỉ của tôi, bước chân của tôi, dáng của tôi, cằm của tôi, vai của tôi, hơi thở vào ra của tôi. Tập cho nó thuần thục như vậy đó, và cái tâm nó an trú trên các đề mục đó thì nó cũng tách lìa được phiền não. Nhưng mà khi mình làm như vậy thì phiền não nó không phát triển nữa, nhưng mà nó vẫn nằm ở đó, đợi khi mình hết làm xong thì nó trỗi dậy tiếp. Kể cả khi mà mình đang thực tập như vậy, nhưng mà vì cái sự tập trung mình nó yếu quá đi, mà phiền não thì nó rất là mạnh, cho nên cuối cùng phiền não nó cũng chiến thắng. Vậy phải làm sao? Bây giờ hiện pháp lạc trú cũng không được nữa nè, mà bây giờ đó quán thân cũng chưa đủ nữa, phải làm sao đây? Mà đại chúng hãy nhìn vào bên trong, nhắm mắt thì mới nhìn thấy, mở mắt là không thấy. Mở mắt thì chỉ thấy cái bên ngoài thôi, nhắm mắt mới thấy cái bên trong, mới có hy vọng thấy cái bên trong. Hãy cảm nhận về thân thể của mình đang thư giãn chưa? Thư giãn rồi thì ghi nhận là đang thư giãn, chưa thì ghi nhận là chưa. Nhưng khi mình ghi nhận thì cơ thể nó sẽ bắt đầu thư giãn. Bây giờ hãy nhìn vào trong tâm, xem mình đang suy nghĩ điều gì. Có suy nghĩ không? Có thì ghi nhận là có, không thì ghi nhận là không. Có cảm xúc không? Có thì ghi nhận là có. Nó là cảm xúc gì? Buồn, giận, chán ghét, hoảng loạn, sợ hãi, hay là thương nhớ, quyến luyến, bệnh trịnh, tiếc thương, hoặc là không có cảm xúc gì cả, một cái tâm đang rất là yên ổn, thì hãy ghi nhận như vậy. Đừng tưởng tượng thêm. Tôi đang nhìn vào tâm tôi. Đây là những giây phút hiếm hoi mà tôi có được, mà thường phải khi có đau khổ xảy ra thì tôi mới bắt đầu ngồi nhìn lại. Chứ còn mỗi ngày trong đời sống, tôi chỉ thường hướng ra bên ngoài, tìm kiếm, nắm bắt, dò xét, phòng ngự, loại trừ. Thật là khó để mà khuyên một người đang đau khổ mà họ tin rằng người kia là cái kẻ làm cho mình đau khổ, dù người đó là chồng của mình hay là vợ của mình, thậm chí là cha mẹ của mình hay là con cái của mình, những người thân yêu của mình. Mình đang có một cái niềm tin như vậy, thì khi đến gặp một người tư vấn hay là trị liệu về tâm lý như là chúng tôi đó,
Thì một trong những điều quan trọng nhất mà chúng tôi phải làm cho bằng được, đó là giúp cho cái người đang đau khổ đó thấy được rằng cái nguyên nhân sâu xa đưa tới cái nỗi khổ niềm đau họ đang có là ở trong họ. Mặc dù có chịu tác động bởi ngoại cảnh, có những cái sự cố đã xảy ra, người kia đã buông ra những câu nói cay độc, những hành động gây nát lòng, tổn thương. Nhưng mà nếu cái tâm của mình nó đang vững, đang rất là ổn, thì chắc là những lời nói hành động kia không có hề hấn gì đâu. Nó buồn chút xíu thôi, rồi nó hết trở lại. Tại con người mình nó có khả năng đặc biệt đó, nó làm cho mọi thứ đó bình thường trở lại, khả năng tự chữa lành đó. Nhưng mà vì cái trận tổn thương này nó lớn quá, mình cứ nghĩ là tại vì người đó tấn công nặng nề quá, ra đòn độc địa quá. Nhưng mà kỳ thực là tại vì trước đó đó, trước khi cái đòn tấn công đó nó đưa tới, là tâm mình đang rất yếu, đang bất ổn, có thể đang bị trầm cảm cũng không chừng, đang có nhiều phiền não chế ngự. Cho nên một đòn tấn công đủ để làm cho mình sụp đổ hoàn toàn. Thì cái sự sụp đổ này nó đến từ hai thứ, hai hướng, hai nguồn. Một là ở bên ngoài, hai là ở bên trong. Mà thật ra trong tuệ giác của Đức Phật, bên trong mới là chính. Nếu mình không có tham sân si đi, nếu tham sân si của mình không có quá lớn đi, nếu bản ngã mình đừng có to đùng đi, nếu mình là một cái người đang rất là bình an, thảnh thơi, nhẹ nhàng, nếu mình đang rất là an trú vững chãi nơi chính mình, mà không quá đề cao về đối tượng đi, không quá chăm bẩm vào đối tượng, không có kỳ vọng vào đối tượng, không có mong chờ gì nơi đối tượng hết, mình làm chủ bình an và hạnh phúc của mình, thì đối tượng có tấn công cỡ nào cũng không làm mình suy sụp được, hơi rung rinh chút xíu thôi. Tại vì mình cũng chưa phải là bậc tu hành giỏi hay là thánh nhân, nhưng mà cái sự suy sụp này là mình phải chịu trách nhiệm trong đó. Mình làm ăn sao vậy? Hồi trước đây mình cũng khá lắm mà, tại sao trận này tơi tả vậy? Thành ra nếu mình có tri cứu thì ước gì có một cái máy X-ray để mà rọi qua cái tâm hồn của bạn, để bạn thấy rõ tham sân si của bạn nó bự cỡ nào, cái bản ngã của bạn, cái con quái thú của bạn nó to cỡ nào, để bạn phải thừa nhận rằng lỗi thuộc về bạn nhiều hơn đó, trách nhiệm thuộc về phía bạn nhiều hơn đó. Cho nên tôi phải phân tích, tôi phải lý luận, tôi phải chứng minh, phải thuyết phục làm sao để bệnh nhân của mình hay là những người bị tổn thương tâm lý phải có một niềm tin đúng đắn rằng đau khổ là ở trong bạn mà ra nhiều hơn. Tôi nói nhiều hơn chứ Đức Phật nói là ở trong mình luôn thôi đó, chứ không có do tại bên ngoài đó. Tôi còn phải trả giá chút xíu là có tại bên ngoài, nhưng mà phụ thôi, ít thôi. Nhiều vẫn là trong chính mình. Còn Đức Phật là khổ tại tâm, tham sân si ở trong lòng là nguyên nhân đưa tới khổ đau. Tại vì tới một lúc nào đó mình tu luyện tới mức vững vàng đó, nội lực thâm hậu, thì mình thấy điều này rất là rõ. Ngoại cảnh không tác động được. Khi mình không còn một mãi mai nhu cầu về người khác nữa, về ngoại cảnh, về thành bại, về được mất, về khen chê, mình có một khối bình an vững chắc trong lòng rồi, thì những lời nói kia, những hành động kia chẳng là gì cả. Lúc đó mình mới tin thật là tin, khổ hay không là tùy tâm. Vậy cho nên là thay vì tìm cách để thanh minh, để giải thích, thay vì mình tìm cách để mà mình ngồi xuống với người kia để có một trận thư hùng,
ai đúng ai sai, thay vì cứ truy cứu trách nhiệm tội lỗi của người kia, mà cái đó sẽ không bao giờ là thành công được. Tại vì không ai muốn nhận lỗi cả, không ai mà dễ dàng thừa nhận lỗi lầm của họ để quay về lại lục xin lỗi mình cả. Mà nếu có thì mình cũng không có hả dạ đâu, vì mình đã tổn thương rồi mà. Chỉ có mình, chỉ có mình mới đủ sức làm cho vết thương của mình lành lặn, mà trong đó quay về liếm cái vết thương, quan tâm yêu thương chính cái vết thương của mình, mà trong đó quay về chăm sóc lại tâm hồn của mình đang bệ rạc, đang tan nát. Bây giờ muốn mời đại chúng nghe một bài hát. Mình là một thiền sinh Vipassana. Quý vị nên nhớ cái chữ Vipassana, nó có nghĩa là nhìn sâu vào một đối tượng nào đó với một lối nhìn đặc biệt. Nhìn vào một đối tượng với một cái lối nhìn đặc biệt, chứ không phải là lối nhìn bình thường. Lối nhìn đặc biệt đó là nhìn mà không có áp đặt đối tượng, không có tưởng tượng về đối tượng, không có bỏ thêm cái thái độ vào thích hay là không thích, không có phê phán, không có đánh giá, không có dán nhãn hiệu. Cái đó gọi là lối nhìn đặc biệt. Làm được không? Chứ bây giờ nhìn vô là đã được rồi đó. Sau một thời gian vật vã, đã đưa tâm được trở về rồi. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là đã xong đâu. Phiền não nó còn đó. Bây giờ tới cái bước quan trọng nhất, đó là phải đối đầu với quỷ dữ. Mà cái bí quyết Đức Phật tìm ra được, trao cho chúng ta, mà có thể nó đã thất truyền từ lâu rồi. Sau này nhờ cái sự tôi gọi là trỗi dậy của Vipassana. Thật ra Vipassana đâu có muốn trỗi dậy đâu. Vipassana được truyền từ hồi Đức Phật cho tới bây giờ, được giữ rất là kỹ trong các trường thiền nguyên thủy như là Miến Điện hay là Tích Lan. Và các vị thiền sư nghĩ rằng nó rất là khó để lưu truyền, tại vì nó rất là khác với cách sống của người đời. Nó không cần thông qua nhiều lý thuyết Phật học, nó cần hiểu đúng kỹ thuật và thực hành thôi. Cho nên là các vị có phần nào không có muốn đem đi chia sẻ bên ngoài, và chắc nhờ vậy mà nó được thuần khiết cho tới bây giờ. Giọt nước đầu nguồn vẫn còn giữ rất là kỹ từ thời Đức Phật tới bây giờ. Và có thể sau này nhờ công của các vị hành giả từ Tây Phương, đặc biệt là ở Mỹ, họ tìm tới các rừng thiền nguyên thủy để đi tìm những cái tinh hoa của truyền thống tu đạo ở Đông Phương để làm giàu cho cái nền văn hóa văn minh của họ. Và họ đã học tiếng Miến, tiếng Tích Lan để được tiếp cận với các vị chân sư đó. Để rồi họ có những trải nghiệm đặc biệt khai phóng cuộc đời họ, rồi họ mới đem trở về xã hội Tây Phương, đặc biệt là ở Mỹ, để chia sẻ. Rồi họ 5 lần thỉnh, 7 lần mời mới được các vị thiền sư chấp nhận đi đến các nước Tây Phương để chia sẻ về Vipassana. Để rồi tiếp theo đó thì cũng có khá nhiều các vị thiền sư chịu khó mang Vipassana ra khỏi rừng thiền để đến các nước Tây Phương. Rồi sau này những thập niên gần đây đã về tới các nước châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam. Mặc dù Việt Nam mình vốn đã có pháp môn tứ niệm xứ rồi, tại vì Vipassana chính là tứ niệm xứ, nhưng có vẻ nó không được hưng thịnh, nó bị lấn lướt bởi nhiều truyền thống khác, có thể những truyền thống khác hấp dẫn hơn.
thịnh hành hơn. Và các vị thầy về tứ niệm xứ rất là ít. Cho nên phải nói là nhờ cái sự đón nhận các truyền thống tu tập từ nước ngoài về, sự chấp nhận đón nhận các vị thiền sư nguyên thủy từ các nước Miến Điện, Tích Lan, kể cả Ấn Độ, Thái Lan về và truyền dạy và mở các khóa tu về Vipassana, thì Vipassana đã trở thành một tên gọi rất là thân quen, đã trở thành một phương pháp thực tập đại chúng đã trải nghiệm qua. Có người trải nghiệm một khóa 10 ngày, hai khóa, ba khóa, nhiều khóa và thân thuộc với Vipassana. Tuy nhiên Vipassana có nhiều nhánh khác nhau. Có những nhánh chuyên về quán thân thôi, mà đặc biệt là ở Miến Điện bây giờ hầu hết các rừng thiền đều chuyên về quán thân, niệm thân. Và có những rừng thiền lừng lẫy như là Pa Ao chuyên về định thôi. Cũng có nói là sẽ chuyển qua Vipassana, nhưng mà phải ở một cái trình độ nào đó mới, ở một cái tầng định nào đó rồi thì mới qua được Vipassana. Còn cái dòng Vipassana của thiền sư Goenka là chuyên về quán cảm thọ ở trên thân. Còn những cái dòng về quán tâm thì theo cái hiểu biết của tôi thì chỉ có ở trung tâm thiền của ngài, của Seomin, của thiền sư Sayadaw Techaneja chuyên về quán tâm. Thì thầy của tôi đã mất rồi, là người Miến Điện, người đã truyền dạy cho tôi Vipassana dòng quán tâm, cũng là Techaneja nhưng mà sau Techaneja. Tôi gặp ngài lúc ngài 84 tuổi, ngài qua Mỹ, và năm 90 tuổi thì ngài đã mất. Và tôi cảm thấy mình đặc biệt may mắn hạnh phúc là mình được học trực tiếp ở chung với thầy của mình trong suốt hơn 3 tháng. Và cái dòng quán tâm này làm cho tôi hạnh phúc cực kỳ, là tại vì một mặt là nó khai phóng được phiền não của mình. Gần như là mình được trở thành một con người khác. Và một mặt là mình thấy nó rất là tương thích với truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Tại vì Phật giáo Đại Thừa cũng triển khai từ tâm mà ra thôi. Nhưng mà có thể truyền thống Phật giáo Đại Thừa không có lộ trình cụ thể, chi tiết để đi tới tâm, tiếp cận tâm như là bên truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Cho nên Vipassana nó phải là quán chứ nó không phải là chỉ. Nó là niệm chứ nó không phải là định. Thành ra chỉ hay là định, Samadhi đó, nó chỉ hỗ trợ thôi, mang tính hỗ trợ. Thiền nó không phải là thiền, Vipassana không phải là thiền định, mà là thiền niệm. Ít ai xài từ thiền niệm đó, nhưng mà nó có nghĩa là quán đó. Thành ra phải hiểu Vipassana là quán, tại vì thiền là công việc của tâm. Cho nên quán thì là phải quán, dùng tâm để quán, nhưng mà cũng quán về tâm luôn. Thay vì chỉ quán các đối tượng bên ngoài, dù là thân hay là thọ, cũng chưa phải là đề mục quan trọng cuối cùng. Tại vì chúng ta tu tâm mà, phải không? Tu là tu tâm chứ. Thành ra mình phải liên hệ về tâm, phải biết cái gì nó đang xảy ra trong tâm, phải thường biết mình có phiền não trong tâm hay không, thái độ của mình ở mỗi thời điểm là gì mới được. Dù là mình đang tụng kinh, đang trì chú, đang đi kinh hành, đang lạy sám hối, đang tọa thiền, đều phải biết tâm của mình ở những lúc đó là gì. Kể cả mình đang định á, thì cái tâm mình nó có bám vào cái định đó không? Nó có yêu thích quá không? Phải biết. Khi mình tọa thiền đó, phiền não tới, mình khó chịu, mình bực bội, mình chán cái giờ ngồi thiền này quá, mình có biết không? Huống hồ gì mỗi ngày trong đời sống, khi mình tiếp xúc với ai, mình có nhìn vào tâm mình không? Mình làm những cái việc mình không ưa thích đó, mình có thấy tâm phản ứng mình không? Mình làm những cái việc mình ưa thích đó, có thấy cái tâm đam mê cuồng nhiệt của mình không? Tất cả những thứ đó đều là nguyên nhân chính yếu khiến bạn có bình an hay là hạnh phúc hay không.
Khi thương một người nào đó, mình có quẫn để nhìn vào tâm mình không? Có thấy là mình đang cuồng nhiệt quá mức? Có thấy mình đang thiếu kiềm chế? Có thấy mình đang bực bội, sân si không? Nếu mà không thấy những thứ này thì uổng quá. Mình mới tu ở ngoài da thôi, chưa có đi sâu vào cái thứ nó đang tác động trực tiếp vào phẩm chất đời sống của mình. Tu tâm, bây giờ thử nhìn vào tâm có thấy gì không? Có suy nghĩ gì không? Có cảm xúc nào không? Có thì ghi nhận là có. Không thì ghi nhận là không. Cái chính của tu tập không phải là làm cho mình hết phiền não, mà là nhận diện kịp thời phiền não. Chừng nào nó hết thì nó sẽ tự hết, chứ không phải do mình muốn mà được. Công việc của thiền sinh chỉ là thường trực quan sát tâm mà thôi. Có thấy cái gì không? Cảm ơn đại chúng. Thấy không? Chắc không. Lát ra khỏi phòng này mới bắt đầu thấy. Mà lúc có rồi thì không thấy, tại vì đây đâu có ai chọc ghẹo mình gì đâu, thấy phiền não. Hoặc là mình đâu có, với cái sự hướng dẫn của sư thì mình cũng không có kết nối với chuyện xưa tích cũ, với những gì xảy ra trong quá khứ, cho nên mình không có phiền não. Thường mình có phiền não là tại vì mình nhớ tới quá khứ, những chuyện không vui đã qua, những cái người làm tổn thương mình, hoặc là mình lo quá nhiều cho tương lai. Tại vì mình thiếu kinh nghiệm đối ứng, thiếu trí tuệ, cho nên lo lắng một cách dư thừa, không cần thiết. Cho nên là mình chấp nhận để cho phiền não trỗi dậy. Nhiều khi mình phải tự hỏi là bây giờ nên lo lắng cho tương lai và trả một cái giá rất đắt là rước phiền não vào, mời phiền não lên, hay là mặc kệ đi để giữ được cái tâm bình an. Chọn cái nào? Chắc chọn lo lắng quá. Nghề của mình mà, chuyên môn ở đỉnh cao rồi, đâu có dễ dàng bỏ qua được. Nhưng mà một ngày nào đó cái tâm đủ vững thử đi. Tại vì mình không có nắm hết được thiên hạ đâu, không kiểm soát hết mọi thứ được đâu, còn tùy thuộc vào đất trời nữa mà, tùy thuộc vào nhân quả và duyên sinh nữa mà, dành quyết định hết làm chi vậy. Cho nên lúc nào đó lùi lại, quan sát tâm của mình, thì mình sẽ thấy là tâm mình biến động khôn lường. Kể cả trong giây phút hiện tại mình đã có mặt rồi, nhưng mà trong giây phút hiện tại cũng có những thứ không hài lòng, không như ý của mình. Đáp xuống hiện tại rồi đó, mà cũng chưa yên nữa đó. Bây giờ nói hiện pháp lạc trú, mà hiện pháp không có lạc, cũng đã có mặt với giây phút hiện tại, mà hiện tại hết sức là phụ phàng, hết sức là khó chịu, làm sao mà hiện pháp lạc trú cho được. Cho nên một thiền sinh Vipassana lúc nào cũng hỏi: tôi đang có phiền não không? Tôi đang làm việc này có phiền não không? Hay hỏi một câu khác là: thái độ của tôi lúc này là gì vậy? Tôi nói chuyện với người này với thái độ như thế nào? Tại sao nãy tôi nói chuyện với người kia thái độ khác, mà nói chuyện với người này thái độ khác? Có kỳ thị phải không? Có đối xử phân biệt, có trọng có khinh phải không? Kia là sếp, còn này là mẹ mà, sếp quan trọng hơn mẹ chứ. Cho nên nói chuyện sếp: dạ sếp, dạ sếp, em là sếp. Nói chuyện với mẹ quăng điện thoại trên giường, chui vào nhà vệ sinh. Là tại vì sao? Tại vì bản ngã đang giật dây, vô minh đang che lấp. Thấy không? Nhận ra không? Một thiền sinh, một người mới tu luyện thì không thể không có những thứ đó. Mình phải có phiền não. Đừng tự huyễn hoặc rằng tu là không có phiền não. Và kể cả cái chuyện mà mình ngồi thiền cho tâm nó định liền cũng là huyễn hoặc luôn đó. Làm gì có chuyện đó.
Tu như sư ngồi hai mấy mươi mấy năm trời rồi mà vẫn có phiền não, vẫn có vọng tưởng. Và những người khác cũng vậy thôi. Mặc dầu người tu lâu thì lâu lâu nó mới tới, còn người mới tu thì nó tới thường trực. Người tu lâu thì nó tới là mình biết liền, nhận diện kịp thời. Thành ra bốn bước để chuyển hóa phiền não trong thiền Vipassana, cái bước đầu tiên là nhận diện tôi đang có phiền não. Cái này không phải là hèn nhát, không có gì mắc cỡ hay xấu hổ cả. Mình tu cho mình mà. Đây là một cái sự thừa nhận. Nó hay hơn rất nhiều so với những người hay là chính mình trước đây là phóng tâm ra bên ngoài, đổ thừa, trừng phạt. Còn bây giờ là quay vào bên trong, thấy được tâm mình luôn, thấy mình đang giận, đang nổi cơn, đang hoảng loạn, đang ghen tức, đang ích kỷ. Thì hãy ghi nhận là mình đang có cái phiền não đó. Đây là một công phu đắt giá, chứ không phải thấy phiền não là có tội, có lỗi. Mình không nên không có phiền não. Cái đó gọi là thái độ sai, wrong attitude. Tu tập mà mình mong không có phiền não liền là sai. Thành ra cái bước thứ hai, sau khi nhận diện mình có phiền não rồi đó, bước thứ hai là hãy chấp nhận nó đi. Nghĩa là đừng chống nó nữa, đừng lẩn tránh, đừng loại trừ, đừng tìm cách đàn áp rằng tôi tu lâu rồi làm sao tôi có phiền não được. Hay là đọc lên một cái câu gì đó để quên đi là mình đang có phiền não, thì hãy học cách đối diện trực tiếp rằng nó là một phần ở trong tôi, mặc dầu nó không phải là tất cả. Phiền não là bình thường thôi. Cái người không bình thường có nghĩa là có phiền não mà không biết. Còn mình là người bình thường có phiền não mà mình biết. Bắt đầu tỉnh rồi đó. Và cái người đó còn dám nói với ông xã là: anh ơi, em đang có phiền não, anh đừng chọc em nhé. Tại vì anh chọc em thì anh liệu hồn đó. Mẹ có dám nói với con là: con ơi, thôi mẹ nghe con tới đây đủ rồi, bây giờ mẹ thấy bên trong mẹ đang bất ổn, cho mẹ đi thở một chút, đi bộ một chút, đi chăm sóc tâm mẹ một chút. Bà mẹ thật là tuyệt vời, bà mẹ rất là trí tuệ. Tại biết rằng nếu mình nói nữa thì có thể nhả độc vào con, sẽ làm con mình tổn thương, mà mình nào có muốn đâu. Cho nên bản lĩnh, chất liệu cần thiết trong thiền tập, dám nhìn nhận những cái yếu kém của mình để vượt qua. Thay vì mình cố gắng điều hướng suy nghĩ mình theo hướng tích cực, luôn luôn là mình không có giận, tại sao phải giận, mà mình thật sự là đang giận. Mình là Bồ Tát rồi, thọ Bồ Tát giới rồi, cho nên là muốn xá. Mà có xả được đâu, nằm một đống lù lù đó mà xả gì. Thì những cái câu đó nó không có tác dụng, mà nó làm cho mình hiểu lầm là mình không có nó. Đó là sự nguy hiểm. Dù mình thừa nhận mà mình không nói cho ai biết, nhưng phải thừa nhận. Tiếng Anh nó gọi là accept. Bước thứ nhất là recognize, bước thứ hai là accept, hay là allow, cho phép phiền não đó có mặt, để mình làm bạn với nó, ngồi chơi với nó, tìm ra cái điểm yếu của nó, để mình trở thành master của nó, bậc thầy của nó, làm chủ nó. Còn chạy trốn hoài là nó sẽ thắng mình hoài. Nhưng mà nếu mà nhìn vào nó thì gớm quá, thì sợ quá. Nhất là đang ghen, xấu hổ quá, rồi đang tức giận, đanh vuốt nó một dài quá, thì thôi, Đức Phật đề nghị qua cái kênh khác đi. Đó là thở vào, thở ra. Đó là an trú ở trên thân, hay là các pháp trong hiện tại, ngắm mặt trời, nhìn hoa nở, nghe chim hót, đỡ đi. Nhưng mà chỉ đỡ thôi nha, đó không phải là pháp chính. Pháp chính đó là quay vào bên trong, nhìn thẳng vào tâm. Cho nên muốn đọa sức với phiền não cũng phải chuẩn bị kỹ quý vị. Trước đó phải thiền tập liên tục dữ dội lắm đó. Chứ không phải sáng sơ sáng sát mà đi gặp phiền não chỉ cho nó chém đứt đầu luôn á. Nó xé mình ra trăm mảnh luôn. Nhìn vào nó đi, nó cuốn mình luôn.
đang tươi nuốt sống mình luôn. Thành ra mình phải ở một cái hạng cân nào đó, một cái đô nào đó, một cái dây đai nào đó. Tức là phải ngồi thiền rất là nhiều, phải hành thiền rất là chăm, phải phát triển chánh niệm liên tục. Mà chánh niệm nha, chứ không phải là niệm nữa đó. Right mindfulness, chứ không phải là mindfulness không. Tại vì chánh niệm nó khác với niệm. Niệm là một lối nhìn bình thường, chỉ là một sự quan sát. Mà chánh niệm là quan sát với một lối đặc biệt, không đàn áp, không tưởng tượng, không bỏ thái độ vào, không đồng nhất với nó. Nó khó vậy đó. Cho nên Vipassana đó, nó còn được định nghĩa một cách giản dị là nhận diện đơn thuần, nhìn như đối tượng đó đang hiện ra. See things they truly are. Nhìn mọi thứ như chính nó đang hiện ra. Thì mình cũng không thể có được cái trình độ này liền đâu. Hồi đầu mình chỉ có niệm thôi, rồi từ từ mới bắt đầu, từ niệm mình mới chuyển qua được chánh niệm. Bằng cách nào? Hãy quán luôn, hãy quan sát luôn cái niệm còn nhiều tạp niệm trong đó đang diễn ra. Hãy nhìn vào cái tâm phán xét đi, tự nhiên nó yếu dần và nó rơi rụng. Nhìn vào tâm kỳ thị đi, tâm sân hận đi. Hãy quan sát luôn chính cái phiền não, tâm phiền não đó, thì tự nhiên nó yếu dần và nó tan biến đi. Thì từ nước đục á, nó biến thành nước trong. Cho nên tôi gọi cái phương pháp tu luyện của Vipassana là gạn đục khơi trong. Chứ chúng ta không có nước trong liền được đâu. Phải có phiền não rồi mới thấy được bồ đề. Chứ còn không có phiền não thì không thấy bồ đề. Cho nên welcome phiền não. Hello phiền não. Hoan hỷ với phiền não. Không sợ. Trước đây rất sợ, bây giờ không sợ. Tại vì quý vị biết sao không? Phiền não là không có thật. Ủa chứ ai giận đó? Tại vì giận nó chỉ là một cơn nhất thời thôi. Ai ghen đó cũng là một cơn nhất thời. Có ai ghen 24 giờ liên tục không? Có ai giận 24 giờ liên tục không? Không. Không có một cái cơn nào mà nó tồn tại vĩnh viễn hết đó. Nó chỉ đến rồi nó đi thôi. Nếu mà đừng có đồng nhất vào nó đó, đó là bước thứ tư trong 4 bước chuyển hóa đó. Ngồi nhìn đó, thì sẽ thấy nó đến nó đi rất là rõ rệt. Nó rất là vô thường. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh mới nói là vô vô minh diệt, vô vô minh tận. Đâu có vô minh đâu mà đi diệt nó. Đâu có vô minh đâu mà mong cho nó hết. Tại vì nó là vô thường, nó là vô ngã. Cho nên đừng đồng nhất với nó là nó chết queo rồi. Không có cung cấp thức ăn cho nó, đừng có chú ý vào nó, đừng nô lệ nó. Lùi lại, rút vũ khí ra, chánh niệm. Ta sẽ quan sát đi, với một cái sự quan sát đặc biệt, không thành kiến, không đàn áp, không bỏ thêm thái độ, không đồng nhất, cho mình chết luôn. Mà nó không chết, mình thì muốn chết, thì phải tu tiếp. Tại vì mới tu mà, đâu thể trông mong hết phiền não được, phải không? Mà thật ra thì nó không có cái cuộc chiến giữa mình với một cái kẻ nào đó đáng bị tiêu diệt là phiền não. Mà đây chỉ là một cái cuộc chăm sóc lẫn nhau. Phải có một thái độ thân thương với phiền não, hòa điệu với phiền não, ngồi chơi với phiền não, thì nó mới chịu mình, nó mới không làm khó mình nữa, và nó sẽ nhường bước. Còn mà mình mà bỏ một thái độ ghét nó vào đó, thì nó sẽ đáp trả mình liền. Nó ngộ vậy đó. Đây là một cái chuyện không phải dễ làm đâu đó. Đã đi vào được cái bước này rồi mà nó vẫn còn khó cái chỗ là bạn đối xử với phiền não bạn làm sao. Nếu bạn không hài lòng nó, bạn càm ràm nó, bạn muốn loại trừ nó, thì đừng hòng, thất bại ngay chỗ đó. Nó yêu cầu là phải hoan hỷ chấp nhận. Và bước thứ ba, tiếng Anh gọi là investigate, tức là thẩm nghiệm. Nó tương đương với chánh tư duy, right thinking, right thought. Đó là dành ra nhiều thời gian
để mình suy gẫm xem tại sao mình hay nổi giận. Dạo gần đây sao mà con người mình nó cứ hay phiền não quá. Nhất là mình hay đáp trả với mẹ, với những người thân của mình, gay gắt, khó chịu. Mình có bị trầm cảm không? Mình bị cái gì vậy? Rồi tại sao gần đây mình có một trạng thái cô đơn lạc lõng, rất tự do, không kiểm soát được. Đưa nó vào phòng thí nghiệm để soi rọi lại tại sao đã xảy ra những cái phản ứng, những cái lời nói hành động đó. Nhưng mà Đức Phật khuyên chúng ta không nên chú ý quá nhiều vào cái phần thẩm nghiệm này. Tại vì thẩm nghiệm là phải lục lại quá khứ, nhìn lại chuyện đã qua. Trong khi đó thiền tập á, là phải sống trong hiện tại. Cho nên cái này chỉ sử dụng một chút thôi để rút kinh nghiệm, để nhìn ra một phần của sự thật. Nhưng mà muốn thấy toàn bộ sự thật là phải thấy cái đang là, cái đang diễn ra trong giờ phút của hiện tại. Cho nên nếu mà mình bỏ cái tâm mình để mình chạy về quá khứ, mình tìm kiếm á, thì mình bỏ rơi cái tâm mình nó đang diễn ra trong giờ phút hiện tại rồi, phải không? Mà nhiều khi giây phút này là giác ngộ nè, trí tuệ đến gõ cửa rồi mà chạy đâu vậy? Chạy đi tìm một sự công nhận, một sự yêu thương hả? Chạy đi tìm một sự thật, ai đúng ai sai hả? Không, trở về hiện tại đi, bình an gõ cửa. Sắp bình an rồi còn chạy đâu nữa? Cho nên là cái phần thẩm nghiệm này thường là mình nên sử dụng rất là ít. Mà chánh niệm là nhiều. Tâm không suy nghĩ là chính, tâm suy nghĩ là phụ. Mà suy nghĩ đề tài cần thiết nha, chứ không phải suy nghĩ vẩn vơ. Và bước thứ tư gọi là không đồng nhất, non-identification, và tiếp tục quan sát. Khi mà chúng ta làm được một cái chuyện là bước ra khỏi trận bão cảm xúc đó, để nhìn nó, đến và đi, dù là nó đang hình thành, nó đang lồng lộn, mà mình bước ra khỏi nó để mà nhìn là đã chiến thắng rồi. Mặc dầu có ảnh hưởng chút đỉnh, có rúng rính, nhưng mà mình đã không còn là nạn nhân của phiền não đó. Và bước ra được bên ngoài, gọi là không đồng nhất, non-identification, thì mình sẽ thấy rõ phiền não hơn, thấy được bản chất chân thật của nó là gì. Thì phiền não cũng là vô thường và vô ngã thôi. Kết quả gặt hái được sau một quá trình tu luyện là như vậy đó. Thì tự nhiên là mình sẽ đứng ở lên trên phiền não. Sau này phiền não cũng có tới, nhưng mà nó ở dưới mình, nó không làm gì được mình. Một cái người mà chánh niệm liên tục mà mạnh mẽ, sống một đời sống tỉnh thức vững vàng, một là không có phiền não, hai là phiền não đến là nhận diện kịp thời và chuyển hóa rất nhanh. Cho nên một thiền sinh Vipassana là phải thuần thục bốn bước này: nhận diện, chấp nhận, thẩm nghiệm và không đồng nhất. Theo đó thì phiền não dần mất chỗ đứng trong con người chúng ta, sẽ trả lại cho chúng ta một cái tâm trong trẻo và thuần khiết. Và trong quá trình trải nghiệm đó, chúng ta mới học ra được bài học rằng một người tu luyện không phải suốt ngày để ngồi canh me phiền não, tạo ra phiền não để rồi dọn dẹp phiền não. Đừng tạo đi rồi khỏi dọn. Mà phiền não thì nó đến từ đâu? Đến từ tâm mong cầu, tâm chống đối. Mà tâm mong cầu á, là nguyên nhân đưa tới tâm chống đối. Tại vì mong cầu không được thì sẽ đáp trả, sẽ phản ứng. Cho nên bớt mong cầu thì tâm sẽ an. Mà bớt mong cầu làm sao mà sống được? Thì sống thiếu thốn vật chất một chút, thiếu tình cảm chút mà dư bình an, chịu không? Ở đây mình trả lời như vậy. Chứ ra khỏi chỗ này về nhà đi là biết ưu tiên cái nào. Hứa rồi ha, tâm bình an là quan trọng nhất. Cho nên khi mà mình chỉ có thể bớt mong cầu khi và chỉ khi mình tìm thấy hỷ lạc ở trong lòng. Chứ dễ gì nhả ra lấy gì sống. Phải tìm thấy hạnh phúc trong khi đi, trong khi ăn. Tìm thấy an lạc trong khi ngồi tĩnh tọa, ngồi yên một mình, khi đọc một quyển sách hay, khi tụng kinh, khi làm những việc
từ thiện công ích cho xã hội, phải thấy niềm vui từ những cái đó thì mình mới nhả hắn ra được. Chứ nhả hắn ra là chịu không nổi đâu, thấy chơi vơi lạc lõng, thấy không có giá trị, mà bớt đi sự nắm bắt về những tiện nghi vật chất thì mình cũng cảm thấy bất an lắm. Cho nên cái tâm mong cầu nó chỉ giới hạn khi mà mình thấy được những cái gì chân thật hơn thì mới thấy cái kia là giả tạm. Còn nếu chưa thấy cái gì chân thật hết thì cái giả tạm đó chính là cái chân thật mà mình đang nghĩ. Thì sức mấy mà nhả ra cho nổi. Vậy thì để có được những cái chân thật, thấy được những sự chân thật thì chỉ có ráng tu luyện thôi, quay vào bên trong thường xuyên đi, rồi một ngày nào đó sẽ tìm được kim cương, vàng ròng, quý báu. Đó là gì? Thật ra nó còn quý hơn kim cương, vàng ròng, châu báu nữa. Đó là sự bình an. Tới một lúc nào đó mình sẽ thấm bốn câu thơ của sư Minh Niệm, tùy thuận theo hoàn cảnh. Gì nữa? Không buộc theo ý mình, giữ tâm không giữ cảnh, tâm bình, cảnh cũng bình. Vì hạnh phúc chưa từng là hạnh phúc một mình tôi. Tôi không có đi tìm hạnh phúc cho riêng tôi đâu. Có những lúc tôi cũng có nghĩ như vậy, nhưng mà thường đó là những cái phút phiền não đang giật dây. Chứ còn bản chất thật của tôi rộng lớn lắm. Đó là tôi tìm hạnh phúc cho tôi, rồi tôi sẽ chia sẻ hạnh phúc đó cho người thương của tôi. Có thể ở trong quá khứ tôi nghĩ rằng tôi phải lao vào người thương của tôi để tìm hạnh phúc, và người thương của tôi phải dựa vào tôi để có hạnh phúc. Mặc dù cũng có hạnh phúc thật, nhưng mà đổi lấy đau khổ thì nhiều quá. Và cái hạnh phúc đó nó cũng chóng vánh lắm. Nó đến rồi đi cũng rất nhanh, chỉ để lại những cái sự nghiện ngập, sự thèm khát, sự nuối tiếc thôi. Và khi tôi biết là có một cái thứ hạnh phúc chân thật mà mỗi người có thể tự tạo ra được, hạnh phúc đến khi tâm bình an. Mà tâm bình an chỉ có khi tâm không mong cầu. Tôi có thể sống được trạng thái ít mong cầu, không phải lúc nào cũng mong cầu. Và thậm chí tôi có thể sống hàng giờ, nhiều ngày với tâm không mong cầu, để rồi một ngày nào đó đời sống của tôi không phải là đầy dẫy những sự mong cầu, mà thay vào đó là những khoảng của sự bình an, của sự thảnh thơi nhẹ nhàng. Và cái cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc này tôi vui lắm, tại vì tôi biết rằng tôi có thể chạm được nó mỗi ngày, chứ không phải là đó là câu chuyện của 5 năm hay là 10 năm sau. Có tu là có an liền, nếu mà tu đúng cách. Và tôi sẽ không quên thường xuyên nhìn lại tâm mình trong mọi lúc, mọi nơi, kiểm tra xem mình có phiền não hay không. Nếu có thì dành mọi ưu tiên để xử lý phiền não, thay vì cứ chúi mũi vào công việc hay là quấn quanh trong tình người. Tôi sẽ dành ra nhiều thời gian để hạ thủ công phu, để học cách nhìn trực diện vào tâm của mình, thường trực nhìn thấy tâm phiền não của mình. Tại vì tôi có một niềm tin chắc chắn rằng soi qua Đức Phật và các bậc hiền thánh, các bậc thầy tâm linh có phẩm chất trong hiện đại, tôi tin rằng là sau những cái bức màn phiền não vô minh đó, nó có chứa đựng một cái thứ gì đó rất là khủng khiếp, rất là giá trị. Đó là con người chân thật của tôi, một con người đầy yêu thương, đầy hiểu biết, một con người không có phải sân si nữa mỗi ngày. Và hạnh phúc chưa từng là hạnh phúc mình tôi, mặc dầu cũng có lúc từng, nhưng mà nhắc nhở mình vượt qua, vì có tu mà. Vì biết thương mình là đã biết thương trần gian.
Hồi nào giờ mình cứ tưởng là mình thương trần gian, nghĩa là mình phải lao vào trần gian làm đủ mọi chuyện hết. Tưởng là thương con là lao vào lo cho con, sắp đặt hết mọi thứ. Mà không ngờ con nói rằng mẹ, mẹ thương con thì mẹ đừng nhúng mũi vào nữa. Con có thương mẹ thì con đừng có tiếp tục hành động như vậy nữa. Cho nên mỗi người nếu tự quản chế lấy phiền não của mình, bớt mong cầu, bớt đòi hỏi người thương của mình, nghĩa là đã thương họ rồi đó. Người thương của mình bây giờ không phải cần mình quan tâm nhiều như vậy đâu. Tại vì trong cái sự quan tâm mình có mang theo quá nhiều phiền não, quá nhiều chất độc, nhiều sự nặng nề. Người thương của mình bây giờ cần mình bình an. Tu dùm đi, anh sẽ hạnh phúc. Mình cứ đi chùa đi, anh ở nhà anh sẽ rất hạnh phúc. Cho nên vì biết thương mình, chuyển hóa được phiền não, trở thành một con người nhiều bình an, nhiều hạnh phúc, là giúp đời, giúp người rất nhiều. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Phúc Tịnh xin kết thúc podcast hôm nay tại đây. Bài pháp thoại mang tính chất tâm lý trị liệu do Thầy Minh Niệm và Cộng đồng Thiền Tâm lý Trị liệu Miền Tỉnh Thức thực hiện. Nếu thấy bài pháp thoại này là hữu ích, thì nhờ quý vị anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Kênh podcast Phúc Tịnh xin góp một phần để lan tỏa những bài pháp thoại đầy giá trị này đến với những người đang cần sự giúp đỡ về mặt tâm lý, cũng như những người thực sự ổn, để cùng xây dựng một xã hội bình yên, hạnh phúc hơn. Trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ngoài ra, do giải thuật của YouTube ưu tiên những video có nhiều like, nên nếu mà thích video này, thì nhờ quý vị anh chị bấm thêm vào nút like video và ấn nút theo dõi kênh để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối an lành.